cái bộ phim này, nếu thật sự tôi nghĩ là nếu mà làm đúng giá mà mọi người báo thông thường thì tôi nghĩ là chắc phải lên cả 100 tỷ tiền vốn mới làm nổi. Đây là một bộ phim đồ sộ về tầm vóc lẫn kinh phí lẫn tình người, bởi vì không có tình người thì không thể cùng nhau làm được một tác phẩm lớn như vậy được. Tất cả mọi người phải thật sự yêu thương nhau vì một cái mục đích chung là muốn bộ phim được xuất hiện thì bộ phim mới có thể xuất hiện. Tại vì với cái bộ phim này, nếu thật sự tôi nghĩ là nếu mà làm đúng giá mà mọi người báo thông thường thì tôi nghĩ là chắc phải lên cả 100 tỷ tiền vốn mới làm nổi. Thì chúng tôi không muốn bàn về kinh phí, bởi vì đó là một trong những cái điều mà rất cảm ơn tổ nghiệp đã cho chúng tôi gặp gỡ được rất là nhiều người cùng chung một chí hướng là muốn đóng góp cho điện ảnh của Việt Nam có những bộ phim thật sự có giá trị. Bởi vì như mọi người đã biết là phim Việt Nam mà để làm phim để mình bán vé thì đó là ước mơ của các nhà làm phim, nhưng mà để làm phim mà vừa bán vé được mà vẫn vừa làm cho mọi người yêu thích được văn hóa hay là lịch sử của Việt Nam hay là những cái câu chuyện về con người Việt Nam thì nó là một cái thử thách rất lớn của rất nhiều nhà làm phim. Cho nên chúng tôi cũng gọi là bảo vệ chọn cái khó để thực hiện, và hy vọng rằng là cái khó này nó sẽ mang lại cái giá trị chung cho tất cả chúng ta, cho cả đoàn làm phim lẫn khán giả cũng được thưởng thức một bộ phim thật sự mang hồn Việt. Và tôi chỉ là một người được kêu gọi để cùng góp sức thôi. Tôi được kêu gọi bởi anh Hoan và anh Dũng. Thì lúc đầu tôi thật sự là rất là ngạc nhiên là vì sao họ lại chọn một cái chuyện khó như vậy để làm. Tôi cũng không biết là vì sao tôi lại bị dụ dỗ ngay lập tức, là bởi vì hơn ai hết tôi cũng là người Việt và tôi yêu nước, cho nên là tôi muốn thấy những sản phẩm mang văn hóa Việt Nam được xuất hiện nhiều hơn nữa, những cái sản phẩm chất lượng được gửi đến cho bạn bè quốc tế, họ nhìn vào họ biết đất nước Việt Nam có những văn hóa như thế này, là người ta làm phim đã đến cái trình độ này, cái kỹ thuật này, thì thật sự mình rất muốn đóng góp để một cái tác phẩm như thế được ra đời. Tại vì nếu chúng tôi không cùng nhau thì nhân lại nói bộ phim là của chúng là đúng. Thật sự là nếu như không cùng nhau, không có làm được cái phim này, tôi nói họ đã chọn những điều khó nhất rồi, chúng ta chỉ có góp sức thôi, để phụ họ một tay thôi, thì tại sao không? Cho nên tôi chỉ nói một lần nữa là biết ơn rất nhiều vì anh Dũng với anh Hoan đã cho tôi cái cơ hội được là một phần của đất nước Phương Nam.